Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Hằng Vlog đây, hôm nay Hằng sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta thiết kế logo ngay ở trên phần mềm Camtasia các bạn nhá. Ví dụ như là các bạn tạo được intro rồi, thế nhưng mà chúng ta có thể tạo ngay một cái bảng giới thiệu ở trên Camtasia các bạn nhá. Đây, trước hết mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái giao diện của Camtasia. Và để chúng ta chọn được một cái phần làm giới thiệu ấy, thì chúng ta có thể là vào đây, tôi nói là ví dụ như intro thì nó sẽ là như thế này. Đây intro đây các bạn nha. Đây intro nó là như thế này chẳng hạn này. Đấy, đây chính là intro nhá, để đánh dấu cái phần mà khi chúng ta bắt đầu vào video của chúng ta để giới thiệu. Đó, thế nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta lại muốn là làm cái phần tít chẳng hạn. Đây, ví dụ như là mình nói ví dụ như chỗ này là các bạn này. Các bạn có thể đưa làm một cái mẫu như thế này để chúng ta đưa vào video của chúng ta nhá. Đây. Đó, ví dụ như thế này. Thế để làm được cái chữ hộp thư của chúng ta này, trang web của chúng ta này, tên của chúng ta này, thì như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta làm. Đây. Ở trong phần giao diện của Camtasia thì chúng ta sẽ có cái phần media này. Và trong media này thì chúng ta sẽ có cái phần library này. Đây này các bạn này. Library đây này, mình không biết đọc tiếng Anh mấy nhưng mà mình đọc tiếng Việt thì nó sẽ là như thế này. Và ở trong này nó sẽ có tất cả những cái mà mình có thể tạo ra thành cái phần như kiểu dạng típ chữ nhỏ như thế này này các bạn này. Đây thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây này. Đây là background này. Icon này. Đây. Mình giới thiệu với các bạn cái này nó sẽ nằm ở đây. Các bạn muốn làm thì nó sẽ nằm ở đây này. Icon clip đây này. Đây. Các bạn có thể chọn vào đây để chúng ta xem. Đấy, đây có thể tạo intro nhé các bạn nhé. Đấy. Mình xem thử cái thứ hai nhé. Đấy, các bạn thấy không? Rất nhiều mẫu. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ chọn thử một mẫu để mình làm cho các bạn xem mẫu nhé. Đây, ví dụ như mẫu này chẳng hạn này. Bước đầu tiên, khi chọn được mẫu rồi ý, thì chúng ta AD cái này ra. Chúng ta đưa, mình tắt cái này đi nhé. Mình xóa cái này của mình đi. Để cho các bạn dễ làm này. Đây, mình sẽ kích chuột vào đây. Cái này nó là con Connect 291 đây này. Đây, chúng ta kích chuột vào. Và chúng ta chọn vào cái ADD to timeline này này, có nghĩa là chúng ta đưa cái này xuống cửa sổ timeline các bạn nhé. Đây. Đó. Ở đây nó đang là rất to, 94% thì mình đưa xuống 50% để các bạn quan sát cho nó dễ nhé. Đấy, và cái này hiện nay nó cũng đang rất là to thì chúng ta kéo cái này vào để điều chỉnh này các bạn này. Đây này, các bạn phải điều chỉnh làm sao cái khuôn này nó vừa bằng cái khuôn nhỏ này này. Đây. Phải vừa bằng cái khuôn nhỏ này nhá.
thì nó mới không bị kéo ra ngoài. Để điều chỉnh thì các bạn ấn phím Ctrl với Shift và các bạn kéo. Đấy, các bạn ấn phím Ctrl với Shift, các bạn kéo vào đây thì nó sẽ đảm bảo được cái kích thước chuẩn của chúng ta các bạn nhé. Đây, bây giờ các bạn cho nó thử chạy này. Bây giờ mình sẽ, cái này hơi xấu các bạn nhỉ, cái này không được đẹp lắm, mình chọn cái khác nhé. Đây, cái này đi, cái này mình thấy hay phết đây này. Tính mình xanh đỏ tím vàng, đây mình cho add xuống này. Đó, cho chạy thử này. À, nhưng mà cái này nó lại không có hộp thư, có mỗi logo, mỗi chữ text camera thôi. Thế thì mình sẽ lấy cái này đầu tiên để mình hướng dẫn các bạn để làm hộp thư nhá. Đây, cái này vừa có hộp thư, vừa có tên và vừa có đây. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Các bạn đưa cái này vào bước ADD timeline nhé, và khi chỗ này nó đã xuống cửa sổ timeline đây rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên khuôn màn hình bên phải này này, nó sẽ xuất hiện cái chữ đó là text đây này, phần tít này, Camtasia này, địa chỉ này, địa chỉ này, thì chúng ta sẽ sửa từng thành phần một các bạn nhé. Ví dụ như chữ Camtasia này. Bây giờ các bạn cho nó chạy nhé, các bạn cho nó chạy để các bạn xem là chữ nào xuất hiện trước, chữ nào xuất hiện sau nhá. Đây, ví dụ như chữ text submit này, các bạn muốn đưa tên của các bạn vào đúng không? Thì là nó sẽ nằm ở đây, text submit này. Đó. Đấy, thì mình sẽ đánh dấu vào đây là ví dụ như là Hằng Vlog. À, cái này nó đang bị lỗi phông tiếng Việt. Vậy thì chúng ta làm cách nào để chúng ta đánh dấu được có phông tiếng Việt vào đây? Mình sẽ dùng cái note. Đây, note pack. Đấy, mình sẽ đánh chữ Hằng Vlog vào đây. Hằng Vlog. À, mình đánh chữ hoa cho nó đẹp. Hằng Vlog. Người chia sẻ. Rồi sau đó mình copy cái phần này các bạn nhá. Nếu ở Camtasia của các bạn mà bị lỗi phông tiếng Việt ý, thì các bạn cũng làm như thế này. Đó, sau đó chúng ta dán vào đây. Đó, Hằng Vlog người chia sẻ này. Sau đó chúng ta chọn phông chữ này. Chúng ta có nhìn thấy chữ A ở đây không? Đây, các bạn nhìn thấy chữ A đây này. Chúng ta kích vào đây. Và chúng ta chọn cái phông chữ chúng ta thích. Đây, mình rất hay thích cái chữ này. Đó, các bạn thấy không? Và mình đổi màu chữ luôn ở đây các bạn nhá. Đấy, chữ màu vàng cho nó nổi. Rồi, bây giờ cái chữ Camtasia này là gì? Camtasia này chúng ta có thể để số điện thoại, hotline. Đấy, hotline này. 0968308268. Đó, hotline này. Rồi bây giờ cái này cũng thế, chúng ta bôi đen nó đi và chúng ta chọn chọn kiểu chữ các bạn nhé. Chọn kiểu chữ nào cho nó đẹp. Đấy. Rồi. Xong rồi nhá, bây giờ đến phần text này. Cái dòng chữ dưới này. Đây. Chỗ này chúng ta điền địa chỉ trang web của chúng ta vào. www.hangvlog.com. Đó, ví dụ như thế nhá. Và chúng ta cũng bôi đen nó. Chọn kiểu chữ. Cái này thì chúng ta chọn kiểu chữ nhỏ thôi.
Đấy, ví dụ là như vậy. À, cái chỗ trên này mình cũng phải chọn sắc phông chữ màu vàng cho nó đẹp, đồng nhất. Đây, chữ này mình cũng chọn chữ màu vàng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản để có được một cái giới thiệu về cái địa chỉ này, hay là một cái intro ban đầu này, hay là về một cái tip của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cho nhạc vào đây như thế nào? Đây, chúng ta cho nhạc vào đây như thế nào? Thì ở trên phần này tất các bạn nhìn thấy này. Ở đây nó đều có nhạc các bạn nhé. Đây, chúng ta chọn nhạc thì chúng ta vào đây. Music chắc đây này. Một là chúng ta lấy nhạc luôn ở trong cái phần Camtasia này. Hai là chúng ta import. Ví dụ như chúng ta import nhạc vào bằng cách là chúng ta đưa nhạc của chúng ta chọn sẵn vào đây chẳng hạn này. Đấy, thì chúng ta chọn cái bước import media này. Đây, ví dụ như là bây giờ mình thích lấy cái nhạc cũ này của mình chẳng hạn. Mình mở nó ra. Đấy, xong mình lấy nó xuống. Nhưng ở đây nó có hình và tiếng của cái cũ, thì bây giờ mình muốn tách nó ra thì mình sẽ vào cái lệnh separa audio này. Đấy, và mình cắt cái hình của mình đi. Mình chỉ lấy mỗi tiếng thôi. Đó. Bây giờ mình thử kiểm tra nhá. Đó. Ví dụ như vậy. Và bây giờ mình muốn đưa một cái ảnh của mình vào đây để làm thương hiệu, nhân hiệu cá nhân của mình nữa, đánh dấu bản quyền của mình nữa, thì mình thêm cái ảnh của mình vào. Tải xuống này. Nhưng mà trước khi làm thì các bạn phải bóc tách cái ảnh của mình bằng cái công cụ GmoBG nhé, để chúng ta tách ảnh ra đấy các bạn nhé. Đây này, các bạn nhìn những cái ảnh của mình là đã tách nền hết rồi đây này. Tách nền hết thì đưa vào nó mới đẹp các bạn nhé. Đây, ví dụ như là mình lấy cái này cũng được này. Đây, cái này mình thích cái này hơn. Đây, sau đó mình cũng add nó vào. Đó, thì bây giờ các bạn có thể điều chỉnh cái này của mình vào đâu đấy. Đây, mình có thể cho nó ra đây. Chạy quá. Mình khóa mấy cái này vào. Đây. Để cho các cái đối tượng của mình nó để nguyên ấy, thì chúng ta chỉ làm bằng cách là chúng ta khóa nó vào các bạn ạ. Đây. Ví dụ như thế. Cái này chúng ta kéo về đây. Đó, bây giờ chúng ta thử xem thành quả của chúng ta nhá. Cho cái con trỏ này về đây để chúng ta xem từ đầu. Đó, thế là chúng ta có được một cái intro hoặc là một cái lời giới thiệu ban đầu khi mà chúng ta bắt đầu vào video của chúng ta. Đó, thì mình vừa giới thiệu với các bạn cái cách làm rất là đơn giản nhưng mà lại tận dụng luôn được cái nguồn nguyên liệu của Camtasia. Nếu các bạn mà thấy hay, video của mình có ý nghĩa và hay, xin các bạn ủng hộ Hằng bằng một nút đăng ký và một nút chia sẻ để ủng hộ cho mình sẽ tìm hiểu những cái kiến thức mới và hay nhất về video marketing và các cái kỹ xảo video để chia sẻ với các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.